À, xa đó chắc hết ai đọc ha, còn ai đọc mới không, mà không có thì đi vô tới phần đố vui ha. Rồi chắc hết rồi, rồi thư ký đâu rồi, chuẩn bị chương trình đố vui có thưởng, tình đố vui có thưởng đầu năm ha. Câu số 1. Câu số 1. Tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác phải chăng? Tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác phải chăng? Tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác và chẳng rồi. Câu dễ, ủi 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 luôn á. Ủi 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 luôn. À, bây giờ để nhờ cô Kim Dung lên làm MC réo gọi tên người mà thế dùm cái. Để trông quá. Mời cô Dung làm phận sự réo gọi đi ha. Mời cô Dung. Dạ, thầy giao cho con cái nhiệm vụ cũng hơi khó khăn tại vì con không biết ai có thể trả lời được. Dạ, xin mời quý vị ạ, xin mời quý vị trả lời câu hỏi này. Thầy nói dễ ủi 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 nhưng mà coi chừng đó quý vị, hột vịt đang chờ mọi người. Dạ xin mời, dạ em xin mời chị Meta ạ. Nam mô Bồ Tát gia, Nam mô Cảm Ma gia, Nam mô Sa Kha gia. Dạ, cô Nhung chiếu cố mẹ ta trước. Dạ. Dạ, để con xin đóng cửa lại bớt. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không. Con kính đảnh lễ quý chư tăng, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào thầy và kính chào toàn thể quý vị. Dạ thầy nói là dễ ủi nhưng mà con hồi trước khi con nói thì con xin thưa với cô Tuệ Duyên là cái màn hình của cô á, nó che án, mỗi khi cô vào room á thì nó hay che án cái màn hình của con. Bây giờ nó còn có chút xíu à, con không biết sao mà lần nào cũng vậy. À, bây giờ nếu mà con muốn thấy á thì con phải thoát ra rồi con trở vô thì mới được, còn nếu mà không á thì thấy có chút xíu à. Và con kính xin cô chỉnh như thế nào đó cho cái màn hình của con nó không có bị che án như vậy nữa. Dạ con không biết cô có trước máy không, cô có nghe con nói không? Dạ con xin kính thỉnh cô. À, sao mà cô rời rồi mà không biết giờ bị cái nick nào, mấy ta cũng không biết nữa. Thôi để con tìm cách con đọc lại câu hỏi là: tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác phải chăng? Và theo con thì cái con hiểu cái câu này, không biết là thầy nói tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác phải chăng? Theo con thì
ở mỗi người thì tâm nó sanh lên rồi nó diệt liên tục, và ở người khác thì cũng vậy, cũng tâm sanh lên và diệt liên tục từng sát na. Dạ, nhưng mà hỏi cái câu chung chung như vậy thì con không biết là ý thầy hỏi như thế nào. Dạ, con chỉ biết là ở mỗi người thì tâm chúng ta sanh lên và diệt liên tục, ở người khác thì cũng đối với người đó tâm của họ cũng sanh lên và diệt liên tục, chứ không phải là tâm của người này sanh rồi đồng thờ rồi cũng sanh với người khác. Con không hiểu rõ câu này. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy, xin thầy giảng dạy cho con. Rồi, sao đâu rồi, lại đó, lại đó ha. Rồi mời cơ, mời gì khác, mời cô Dung làm việc tiếp nha. Dạ, xin mời quý vị ạ. Xin mời Hồng Mai đi. Hồng Mai lên thử câu này đi, Hồng Mai. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Sư Chí Đức, Sư Quán Không, Sư Chí Tăng, kính lễ cô tu nữ Duyên Pháp, kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đặt câu hỏi. Tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác, phải chăng? Dạ thưa thầy, thì không thể, vì mỗi người nó tâm sanh diệt liên tục, và chưa chắc là cái tâm người này mà giống tâm người khác, có chăng chỉ là một thứ tâm đại thiện hay tâm bất thiện, chứ không cùng một thứ tâm, thưa thầy. Dạ, con xin hết ạ. Alo, rồi, ok nha. Mời tiếp. Rồi, cô Nhung làm việc tiếp. Câu này coi dễ dễ mà lại khó ha. Dạ, xin mời Pháp Nguồn Lào Cai nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, không biết quý vị có nghe được âm thanh của mấy tao. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, kính thưa thầy, con xin bổ sung một chút xíu thôi. Là tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác, phải chăng? Thì như hồi nãy con nói là tâm của mỗi người đều sanh lên và diệt đi liên tục, thì cái câu này theo con á, thì thí dụ như bây giờ trong tâm con á, sanh lên cái tâm thiện chẳng hạn, thì chỉ riêng một mình con biết thôi, rồi của người khác thì họ sanh lên cái tâm gì thì họ biết thôi, chứ đâu có thể cái tâm của con sanh lên là tâm thiện mà rồi đồng thời cũng sanh với người khác cũng là tâm thiện nữa. Thì con nghĩ là mỗi người đều cái tâm sanh lên thì chỉ người đó biết thôi, và người khác thì khi tâm sanh lên thì người đó biết thôi, chứ không thể của người này mà giống với người khác. Và con xin bổ sung vậy thôi. Và con xin trả mic lại cho đạo tràng. Rồi, xa thứ tức quá, gặp tức quá, ấm ức quá, không ức quá. Rồi, mời Pháp Nguồn lại coi. Dạ, con xin kính chào thầy Kinh. Sao ban nãy mọi người không nghe rõ tiếng của con hay sao mà con đang nói thế, cô tự nhiên lại nói lên. Con xin được trả lời câu hỏi này, nếu mà sai
Xin thầy chia sẻ thêm cho chúng con được hiểu biết ạ. À, tâm đang sanh với người này, thầy cũng đang sanh với người khác phải chăng? Thì à, theo con thì khi mà tâm sanh lên thì à, khi mà có cảnh thì tâm mới sanh được lên ạ. À, thì à, theo con nghĩ thì à, đối với chúng sanh nào cũng vậy, khi mà có cảnh thì à, cảnh có lúc nào thì tâm mới sanh lúc đó. Thì ví dụ như cảnh đang sanh với mình thì cũng chưa chắc đã đang sanh với người khác. Còn để mà khi mình cái tâm mình bắt cái cảnh này thì chưa chắc thì người khác cũng cũng đang có cảnh để bắt đã. Cho nên con cũng được hiểu như vậy. Theo như thầy thì có sai, mong thầy chỉ sửa cho con ạ. Dạ thứ sao đó mời cô Dung là làm tiếp từ câu này chắc cũng hơi khó cái gì lộn xộn rồi. Mời cô Dung mời tiếp. Dạ thưa thầy, người ta nói nhất qua tam mà đã bốn ý kiến rồi thầy, có qua bốn ý kiến rồi thì thầy trả lời luôn đi thầy, thầy trả lời cho đạo tràng để đạo tràng hoan hỷ tiếp thu ý kiến ạ. Con thấy cũng có bốn ý kiến. À, có Hà này, Hà lên trả lời nghe Hà. Hà lên trả lời để thành ý kiến thứ năm. Đã xin mời Hà nhé. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ Nam Mô Thầm Mà, dạ Nam Mô Sàn Thà, dạ. Dạ con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, Trí Tông Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào Thầy Kinh và Đại Tràng. Dạ, con cũng mới vô, con đọc lại cái tâm đang sanh với người này, thời cũng đang sanh với người khác phải chăng? Dạ, thầy thì lúc nào cũng hỏi rất là rất là khúc mắc. Dạ, thầy đang mất tiếng thì bây giờ mới trả lời làm sao. Dạ, tâm thì của một người thì lúc nào, của một cái chúng sanh thì lúc nào cũng phải sanh khởi, lúc nào cũng có tâm sanh diệt liên tục này. Nó không thể gián đoạn, trừ khi nào người đã chết rồi tái sanh cảnh giới khác thì nó qua một đoạn đó nó cũng phải tiếp tục nữa. Rồi trừ khi cái bậc A-la-hán tịch nước bàn thì không sanh nữa, tâm đã dứt. Rồi cái bậc vô tưởng á, thì cũng không có tâm nên tâm cũng không sanh khởi. Rồi cái bậc mà vô diệt thọ tưởng định á, thì tâm cũng tạm ngừng, cũng không sanh khởi. Thì không thể nói chung chung, con không biết thầy hay hỏi khúc mắc lắm, mà nay thầy hỏi là tâm đang sanh với người này thì cùng thời sanh với người khác. Dạ nếu mà chúng sanh đó vẫn còn trong cõi dục và vẫn còn đang sống thì tâm của chúng sanh đó thì mỗi người thì lúc nào tâm cũng sanh khởi, thì cái người kia tâm họ cũng phải sanh chứ, không có sanh diệt, nó mỗi sát na sanh tận diệt, nó không thể nào nó không có, thì nó cứ thế mà trôi. À, nhưng mà nếu mà trường hợp mà thầy nói thêm thì con chỉ có giải thích như vậy thôi, thì con cũng không biết cái ý của thầy sao thôi. Năm người thôi thầy giải quyết luôn câu này cho rồi. Và hỏi đàng hoàng nha, hỏi đúng pháp đàng hoàng chứ không phải hỏi các cớ vậy mà. Bây giờ tâm ai cũng đang sanh, giờ cô Nhung có tâm đang sanh, pháp luân là ai cũng tâm đang sanh, ai cũng có tâm đang sanh hết đúng không? Vậy đây có tâm sanh không, tâm đang sanh không? À, có là có người nào tâm không sanh không? Có ai người chết rồi còn ai nữa, người vô tưởng có chứ, phải nói để cho động não biết là cái tâm đang sanh là ai cũng đang sanh, cũng có tâm hết, nhưng mà có người vô tưởng thì không có tâm thì không có đang sanh thôi, thì nó vậy thôi, có dễ ợt. Rồi Hà thứ 10 điểm luôn, Hà xa thứ sao thứ. Lên suy nghĩ diễn giống rồi nói tôm lốm là lạ.
Khổ ghê. Rồi, câu số 2. Tâm si phóng dật, không cho quả tái sanh. Tâm si phóng dật, không cho quả tái sanh. Vậy người nào lộ cận tử với động lực si phóng dật thì người đó không bị tái sanh, phải chăng? Đấy, người nào lộ cận tử với động lực là si phóng dật thì người đó không bị tái sanh, phải chăng? Người nào lộ cận tử với động lực si phóng dật thì người đó không bị tái sanh, phải chăng? Thì người đó không bị tái sanh. Rồi, à, câu dễ, ủi ủi có gì đâu khó. Ủa hả? Thôi mai cô Kim Dung làm gì? Dạ con thưa thầy, thầy để cho đạo tràng suy nghĩ đi thưa thầy. Suy nghĩ câu này khó thưa thầy. Dạ, xin mời quý vị nào suy nghĩ được thì giơ tay ạ. Dạ, xin mời ạ. Mời Tina được không Tina? Tina chưa có câu trả lời. Dạ, thì mời Tina được không ạ? Thôi mời Hà đi. Hà ơi, Hà lên, Hà trả lời đi nghe Hà. Dạ, xin mời Hà nha.
Dạ. Nam mô Phật Thà, dạ Nam mô Thầm mà, dạ Nam mô Sang Khà, dạ. Dạ con. Dạ, cảm ơn cho biết dạ. Rồi con xin trả lời cái câu này. Thì tâm tục sanh thì có 19 tâm tục sanh, 2 tâm quán sát thọ xả quả thiện và quả bất thiện, 4 tâm thiện dục giới. Rồi 4 tâm thiện thọ xả dục giới, 4 tâm thiện thọ xả thọ hỷ dục giới và 9 tâm đáo đại, đó là 19 tâm nó làm nhiệm vụ tục sanh. Mà thầy mới nói ở cái ghế trên thì tâm si phóng dật không cho quả tái sanh. Thì đúng rồi, nó đâu có cho quả tái sanh, nhưng mà nó cũng không có cái nhiệm vụ làm việc tục sanh. Thành ra nó cũng không nằm trong cái động lực đó. Thì ra chỉ có 19 tâm tục sanh con đã kể hồi nãy ra. Do vậy đó là câu trả lời của con. Dạ. Con không biết có sai không, thì có gì đạo tràng với thầy chỉnh sửa. Đầu năm bán được 2 triệu dịch. Bán được 2 triệu dịch. Rồi mời, mời cô dùng lên mời tới đây. Dạ, xin mời quý vị ạ. Dạ, chú Nguyễn nãy giờ chưa có trả lời nha, mời chú Nguyễn nha. Chú Nguyễn ơi, mời chú Nguyễn nha. Dạ, Châu Nguyễn không cầm mic được. Dạ, xin mời quý vị trong đạo tràng. Chị Meta ơi, chị Meta có câu trả lời chưa ạ? Em mời chị nha. Mình cứ trả lời sai cũng được, sai rồi cái thì tức quá, thì học trò thì sai hoài, thì thầy mới giải thích cho mình, chứ còn mình ngồi im thầy không giải thích ạ. Dạ, cứ trả lời mà sai cũng được thưa chị. Dạ, em mời chị ạ. Nam mô Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, câu hỏi này khó quá thầy. Dạ, con chưa có câu trả lời, nhưng mà con xin đọc lại rồi con trả lời thử coi. Nếu trật thì ăn hột dịch thôi, đâu có sao đâu. Dạ rồi thầy sẽ có câu trả lời, mình sẽ hiểu được lâu hơn, mình hiểu hoài luôn. Dạ, câu hỏi số 2, tâm si phóng dật không cho quả tái sanh, vậy người nào lộ cận tử là tâm si phóng dật thì người đó không bị tái sanh phải chăng? Dạ thưa thầy, con nghĩ là đúng là cái tâm si phóng dật thì nó không có cho quả tái sanh, chỉ có cái tâm si kia là tâm si thọ xả hợp hoài nghi thì mới cho quả tái sanh, còn cái tâm si mà hợp phóng dật thì không cho quả sanh. Nhưng mà con thấy là nếu mà cái lộ cận tử của họ mà là có cái tâm si phóng dật thì coi như là đâu có ảnh hưởng gì tới cái tâm tái tục của họ đâu. Họ vẫn có 19 cái tâm kia. Còn cái tâm đó nó đâu ảnh hưởng gì đâu, thì họ vẫn tái sanh được như thường. Dạ theo con hiểu là như vậy, mà không biết có đúng không. Dạ con xin cảm ơn cho thầy ạ. Này là này là đón mò cho cô ta tặng cho thêm 2 tiếng nữa cho được có đủ bộ như Hà. Rồi, xin mời tiếp. Dạ
Dạ, thôi con trả lời vậy con bổ sung thêm cho đủ 6 chứng ạ. Dạ, con thưa Thầy, tâm si phóng dật không cho quả tái sinh. Dạ, đúng rồi, do cái tâm si phóng dật nó yếu, nó lao trao, do đó nó không có thể nào để lại quả tục sinh. Mà để lại quả tục sinh chỉ có là tâm sở tư trong 11 tâm bất thiện, và trong 8 trong 11 tâm bất thiện và trong 8 tâm đại thiện, trong 9 thiện đáo đại thì mới để lại 19 cái tâm tục sinh, 19 tâm quả tục sinh. Vậy cái người nào mà lộ cận tử với động lực si phóng dật thì người đó không tái sanh phải chăng? Người mà ở lộ cận tử có động lực si phóng dật thì người đó vẫn tái sanh, vì lúc đó là cái người đó bắt cái do là khi mà trước ở lộ cận tử thì người đó bắt cái ba cái cảnh là cảnh nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng, rồi cái người ta đi theo cái nghiệp của người ta là do sở hữu tư trong 11 cái tâm bất thiện và 8 cái tâm đại thiện và 9 cái thiện đáo đại, đó thì sở hữu tư trong những tâm đó để lại quả, thì do cái nghiệp đó họ đi tục sinh vào kiếp sau. Dạ, con xin được nhận 2 trứng hột vịt nữa đã, cho lớp nó đầy đầy thêm một chút ạ. Dạ, con kính dâng đức lại đến cho Thầy ạ. này cái này cô Dung có đi làm mối rồi tiên đón trước tiên đón trước được 2 trứng đủ sao bây giờ 6 trứng rồi mai tiếp thôi 6 trứng nữa nha ai nào. Dạ con xin thử cho nó tròn thưa Thầy. Dạ mọi người có nghe được con nói không ạ? Dạ, con xin cảm ơn cô Kim Dung. Dạ thôi thì câu thì mỗi người một tí thôi, ai hiểu sao thì hiểu, rồi tí lát nữa Thầy sẽ gộp lại rồi Thầy giảng cho dễ hiểu. Con theo con thì làm việc tâm si phóng dật không cho quả tái sinh. Vậy người nào lộ cận tử với động lực si phóng dật thì người đó không bị tái sinh phải chăng? Con xin được trả lời là tâm si phóng dật không cho quả tái sinh là đúng ạ. Còn người nào lộ cận tử với động lực si phóng dật thì khi mà chết thì vẫn phải tái sinh ạ. Dạ. Con được trả lời như vậy bởi vì là theo con thì tâm si thì nó yếu, nó không thể làm mà cho quả tái sinh được, nhưng mà tâm si thì thường nó đi với tâm sa tham hoặc tâm sân thì nó thường đi kèm. Thì cùng nó sẽ cho đến những cái quả khổ ạ. Đã con đến tái sanh đến cảnh khổ. Đã con xin được trả lời bổ sung như vậy thôi ạ. Nhưng có gì mong Thầy chia sẻ thêm với chúng con. rồi 2 trứng nữa là 8 trứng. Giờ thêm người nữa chẳng chậu nha, thêm người chẳng chậu trứng luôn. Rồi xin mời cái gì. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tăng Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Dạ quý vị có nghe được âm thanh của Ma Ta không? Dạ cảm ơn cô Hồng Mai và dạ, cảm ơn cô Kim Dung. Dạ con suy nghĩ, con có thêm một cái ý nữa Thầy. Con suy nghĩ là nếu mà cái lộ cận tử của cái người nào mà có cái tâm si phóng dật thì câu hỏi là thì người đó không bị tái sanh phải chăng? Con nghĩ là nếu mà cái tâm si phóng dật nó ở cái lộ cận tử đó, thì như vậy cái người đó chưa chết Thầy. Người đó vẫn nằm đó, cho nên là không phải là đợi chờ chừng nào cái người đó thật sự chết đó, thì mới lúc đó thì dĩ nhiên là phải có tâm tục sinh. Cái này á, nó cái tâm si phóng dật nó yếu quá nên nó chưa cho đi tục sinh được, có nghĩa là người đó chưa chết còn nằm đó
Dạ con có cái suy nghĩ không biết như thế nào, dạ xin con, và con nghĩ lung tung, con nghĩ như vậy thầy, dạ xin thầy cho con biết. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà Dạ, Nam Mô Sàng Khề Dạ. Con nói thầy rồi hỏi lúc nào cũng cắt ghéo mà. Dạ bây giờ đọc lại. Dạ thưa thầy, cái vế đầu thì nó đúng rồi, mọi người trả lời là đúng. Và cái vế sau thì con đọc lại, người nào có lộ cẩn tử. Mà nào, nếu mà nói lộ cẩn tử thì có phải đâu, có phải hẳn nó là lộ cuối cùng để cho cái sự tử, tử xong rồi tái tục đâu. Thành ra nếu mà thầy hỏi ngắt nghéo thì nhiều khi nó có nhất là rất là nhiều lộ lộ trong cái sát na, trong những cái giai đoạn mà gần 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 đi, thì tâm tâm động lực mà si phóng dật nó vẫn có thể sanh khởi, thì nó cũng đâu có ăn nhầm gì với chuyện tái sanh hay không tái sanh, thì nó vẫn sanh khởi như một lộ trình vậy. Nhưng mà nó không thể có trong cái lộ cuối cùng nhất, cái lộ cận tử cuối cùng nhất là cái lộ cuối cùng để cái vị đó chấm dứt hơi thở và tục sanh, thì nó chỉ còn có 19 cái động lực tái tục mà nãy con liệt kê ra, cái đó cái phần con bổ túc. Mà nếu mà không được nữa thì thôi con xin mời thầy lên giải thích rồi. Rồi. À, cô Hà một trứng thêm cái cô Bách Ba trứng nữa, chẳng chồng phải không? Chẳng chồng trứng lượng bán lượng cái này thì bán đắt quá, bán đắt có đúng chục trứng nữa. Là nói là tâm si phóng dật không có cho quả tái sanh, nó không có cho quả tái sanh đúng không? À, thì vậy người nào lộ cận tử cái động lực si phóng dật, vậy cái chuyện này thì phải nói cái câu trả lời là như này, không nên nói vậy, chuyện này không thể xảy ra được nha quý vị, không nên nói vậy. Lộ cận tử không có cái nào tâm siêu giật nó chen được á, nói yếu xịu cho nó chen được cái mấy kia được, mấy kia đang hùng hổ để đi tìm tái sanh nữa. Phải trả lời không là không nên nói vậy. Phải hiểu rõ ràng đã nói là không có khả năng cho tái sanh thì sao nó chen ra được với mấy kia được, mấy kia nó đang hùng hổ giành giật để đi tái sanh nữa. Đó, nhớ cái này là không có cái tâm sinh phóng dật lộ cận tử, lộ cận tử là cái lộ để cho đi tái sanh đó, năm cái sát na cuối cùng nó có đang cho đi tái sanh đó, vì nó đã không có thì làm sao nó chen vô được, nó chen chân vô được, giống như giờ mà không biết làm MC thì sao nhảy lên cầm mic được. À, nhảy lên cầm mic cô Dung cô giũa liền. Phải hiểu rằng năm cái động lực đó là nó có khả năng cho tái sanh chứ không phải là không có, chứ không phải là những cái khác nha, nó năm cái cuối cùng đúng cho đường đúng chắc lắc chứ đúng. Rồi câu số 3, câu số 3 rồi, thôi hôm qua có đi ăn câu số 3 đi. Gì vậy? Nó mới đúng được. Câu số A đi rồi, cho con nó thông qua đi. Tâm tham đang sanh nơi người này, tâm tham đang sanh nơi người này, thì cũng đang sanh với người khác phải chăng? Dễ quá ha, dễ ạt luôn, dễ ội luôn. Thì cũng đang sanh với người khác phải chăng? Rồi, mà giờ ăn sang lấy 10 điểm được rồi thôi. Mời. Thank you.
Dạ xin mời quý vị. À thấy chánh tâm vô này. Chánh tâm ơi, chánh tâm cứu bồ nha. Nãy giờ lớp liên hoan hột vịt quá trời luôn. Chánh tâm, xin mời chánh tâm nha. Tâm tham đang sanh nơi người này thì cũng đang sanh với người khác phải chăng? Đó là câu hỏi của tại thời điểm này. Dạ. Mời chánh tâm nha. Dạ mời quý vị ạ. Quý vị nào có câu trả lời thì giơ tay. Dạ. À em mời chị Meta. Dạ em dâng mic chị. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sân Khà Dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh mới ta không? Không sợ máy mới ta giờ đứng. Dạ sao máy đứng trần à con không biết. Dạ quý vị có nghe được âm thanh của Meta không quý vị? Dạ, thôi con nhường mic cho người khác đi, để con thoát ra rồi con vô mới được. Dạ, con xin nhường mic cho người. Dạ, thưa chị Meta, cả lớp nghe rõ ạ. Chị không cần phải ra đâu, chị cứ tiếp tục nói ạ. Dạ, xin mời quý vị khác. Dạ, xin mời Hồng Mai nghe. Câu này xin mời Hồng Mai nha. Hồng Mai giơ tay lên được không? Dạ, xin mời Hồng Mai. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Thầm Mà Dạ, Nam mô Sân Khà Dạ. Dạ, con kính bảy lễ sư đức sư quán không sư tuệ đức, kính lễ cô tu nữ cô như pháp cô tuệ duyên. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ nhưng gọi mình sợ quá, tại vì câu hỏi của thầy thì nó không có đơn giản như thầy nói, mà nó nhiều khi nó đơn giản nhưng nó tiềm ẩn những cái mà phải nói là mình không hiểu được. Dạ thì bây giờ con đọc câu hỏi. Tâm tham đang sanh nơi người này thì cũng đang sanh với người khác vải chân. Con nghĩ là đọc tâm tham đang sanh với người này thì không thể nào sanh với người khác, tại vì cái người đó có nhìn cái cảnh cái sự vật đúng như cái mình nghĩ hay không, thì mỗi người nó có một cái thứ tâm khác nhau. Nó chăng chỉ cũng là một thứ tâm đại thiện hay là tâm bất thiện thôi. Thì cái tâm tham nó bắt cảnh sắc nào? Vì do tâm sanh diệt liên tục. Con nghĩ là ăn thua cái cảnh và cái cảm nghĩ của cái người mà nhìn cảnh đó như thế nào, chứ không phải là khi người này có tâm tham thì người kia cũng có tâm tham như vậy. Thì con chỉ hiểu như vậy thôi. Dạ có gì con xin lãnh chứng vật tiếp ạ. Dạ con cũng là tri ân thầy. Dạ kính bạch thầy, cho con xin được trả lời câu hỏi này. Đã có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho chúng con ạ. À, tâm tham đang sanh khởi nơi người này thì cũng đang sanh khởi với người khác phải chăng ạ? Câu này thì không có đúng ạ, bởi vì là tâm tham thì sanh khởi ở những người đối với mình, nhưng mà đối với những vị A-la-hán tứ đạo tứ quả thì không còn tâm tham sanh khởi nữa, cho nên là con xin được trả lời câu hỏi là như vậy. Vâng ạ. Con xin được xuống mắt trừ những vị A-la-hán còn tâm tham đang sanh khởi nơi người này thì cũng không thể sanh khởi nơi những vị A-la-hán được ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy ạ.
Sao thú, mời tiếp, mời tiếp. Dạ, như vậy là thầy chưa có chấm điểm, có nghĩa là mình chưa đúng theo ý thầy. Dạ, xin mời quý vị. Chánh tâm ơi, chánh tâm vô nãy rồi, giờ rồi. Chánh tâm đã hiểu được câu hỏi rồi, xin mời chánh tâm nha. Rồi, xin mời bàn tay của chánh tâm. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con xin kính đảnh lễ quý sư và con xin kính đảnh lễ các cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhung, mời em lên, thì em mới vô, con không biết gì, thấy câu hỏi, để ngồi để coi. Dạ, dạ, con xin trả lời câu hỏi này, thưa thầy. Thứ nhất, cái câu này á, tâm tham đang sanh với người này thì phải chăng, dạ thưa thầy, không đúng thầy. Tại vì thứ nhất như nói về người về phàm phu á, thì thứ nhất khi mà một cái tâm tham đang sanh với người người đó, đó giống như nếu mà cái người đó đang nhìn cái cảnh sắc đó mà họ cái người đó cái tâm tham họ có cho khởi sanh khởi trong người đó đó, giống như họ chết xe họ họ thấy chiếc xe cái cảnh sắc đó cái sanh khởi người đó trong cái thời điểm đó đó, cái tâm tham sanh khởi thì người đó có tham, nhưng mà ngược lại nếu mà cái tâm tham sanh lên trong con lúc thời điểm đó thấy chiếc xe như thế, con có nhiều xe, con đâu có thích xe đâu mà con tham, thì đâu có thể mà sanh khởi lên trên con. Thứ nhất là như vậy, tùy theo người cái thời điểm đó mà cái cảnh sắc đó họ tham, họ họ thích cái đó thì họ mới sanh khởi lên. Còn ngược lại những người khác họ không có thích cái cảnh sắc đó thì đối với họ đâu phải là họ đâu có tham. Còn thứ hai là con xin trả lời là còn về bậc bậc tam quả thì dục ái và tham của cõi dục thì họ sẽ không có có tham gì cái dục nữa, tại vì họ đã diệt phiền não của dục tham rồi. Ủa, của còn về a la hán quả thì không còn tham nữa, thì con cũng xin bổ túc thêm cho câu này. Dạ, con xin xuống bích ạ. Con cảm ơn quý vị lắng nghe. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con xin bổ túc thêm cái phần của anh Chánh Tâm. Dạ, thì anh Chánh Tâm nói đúng, thì cái phàm phu và thánh hữu học từ sơ quả cho đến nhị quả thì vẫn còn tham trong cõi dục, thành ra nó vẫn có thể sanh từ người này và người kia, nhưng cũng tùy theo cái đối tượng như nãy anh nói. Tại vì nếu như đối tượng của người này họ tham đắm vào một cái vật gì đó nhưng mà đối với người kia họ không thích thì nó cũng không gọi là nên nó tùy thuộc theo đối tượng và cái cảnh của cái người đó có thích hay không thì tâm tham mới sanh khởi. Rồi đối với cái bậc tam quả thì cũng đúng vậy, và cái tám tâm tham cõi dục của họ đã diệt trừ khi cái bậc tam quả và bậc a la hán thì dĩ nhiên không còn bất cứ một cái phiền não nào hết. Nhưng có thêm một cái phần nữa là nơi người vô tưởng thì không có tâm sanh khởi, thì mà không có tâm sanh khởi thì không có tâm tham. Con chỉ bổ túc thêm như vậy thôi. Dạ, con xin trích mất. Con Nhung con lên nói vậy rồi, con lên nói vậy rồi, con Nhung lên nói luôn. Dạ, alo alo ạ. Dạ, đào tràng có nghe được không? Tại vì con giơ tay con cầm mic nhưng mà không thấy nó hiện lên cái chỗ thóc tin nào. Dạ. Dạ, không nên nói vậy là câu trả lời của con, thưa thầy. Tại vì nếu mà tâm tham
Mà sanh này, như đạo tràng cũng đã trả lời, thì không thể sanh lên đối với ba vị, đó là người chết, người vô tưởng và vị A-la-hán. Còn nếu so cùng với một người cùng, nhưng mà cái tâm tham của họ, vì tâm tham nó có bốn loại, có tám loại tâm tham, do đó không phải là người này bắt tâm tham thứ nhất thì người kia cũng bắt tâm tham thứ nhất, cái điều đó không phải. Với lại tâm thì sanh lên là sanh lên với người này và tâm nó diệt đi, chứ nó không thể nào cùng một loại tâm đó, cùng một loại tâm tham mà sanh lên với người khác. Vì có chăng thì đã chỉ là cùng tâm tham, cùng một thứ tâm tham, chứ không cùng một cái loại tâm tham. Vì mỗi người có cái lộ trình tâm khác nhau, sanh diệt, do đó là không thể tâm tham sanh với người này mà lại sanh lên với người khác, thì điều đó là không thể, không nên nói như vậy, là câu trả lời của con ạ. Cái gì đó lại vui quá. Câu này á, lâu lâu cho câu hỏi lại đi để cho bà con ta coi. Tâm tham đang sanh lên người này thì cũng đang sanh lên người khác phải chăng? Thì câu này nói trả lời vậy là không đúng cũng phải, mà đúng thì cũng phải. Đó là vậy mới được, chứ không phải là không nên nói vậy, cái này khác nha. Không đúng cũng phải, mà đúng cũng phải. Quý vị hiểu không? Hiểu ý này không? Hiểu này không? Bây giờ không đúng nè, không đúng thì sao đúng nữa? Thì sanh người này người khác thì sao đúng nữa? Tâm tham, người không có tâm tham thì sao là tham? Đúng không? Thì mà không đúng, không đúng người này, không không đúng thì cũng phải, nhưng mà đúng cũng phải. Thì quý vị có thấy cái trường hợp mà trong một thời khắc, một thời khắc đẻ cùng lúc là bao nhiêu trăm ngàn đẻ trẻ trong cả thế giới này. Có lúc có trường hợp đó. Có trường hợp là trong một thời khắc đẻ nhiều trẻ em, mỗi một hàng tỷ người trên thế gian này có đẻ chung cùng lúc không? Đó không? Có, làm sao có. Thì hàng tỷ chúng sanh thế gian thì không lẽ không có trường hợp là đồng lúc sanh lên tâm tham thì sao, không lẽ không có? Có không? Có không quý vị? Thức thấp thì cao thì không cần biết nguyện có. Thì phải nói là không đúng cũng phải, mà đúng cũng phải. Cũng khó mà cũng không. Đó, cái chuyện đó là quy luật trong luật về các hàng tỷ chúng sanh, làm sao cái chuyện không trùng hợp được, không phải có sự trùng hợp. Rồi bắt được không câu đó? Rồi, câu này đó là không đúng cũng phải, mà đúng thì cũng phải. Đó là vậy đó. Rồi câu nè, cái gì còn mấy giờ, là 2 giờ còn tiếng hồ nữa phải không quý vị? Tiếng hồ nữa thì cho một câu thôi ha, một câu thời học ha. Còn nữa câu này dễ nè, câu này dễ nè, để mà lãnh 10 điểm ha. Đúng đâu đúng, trả lời vậy đúng. Rồi câu nữa, bậc A-la-hán. Câu số mấy vậy này? Câu 4, bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ. Không còn chịu đau khổ. Rồi, viên tịch. Hay viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Đây, viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Rồi, con này dễ quá ta. Mình gỡ vốn 10 điểm con Meta lên, gỡ vốn 10 điểm con Meta. Nãy giờ thua quá rồi, con Meta lên gỡ vốn. Đây, viên tịch. Rồi, rồi xin xuống mic nhà cho tay rồi. Tức quá là lấy 10 điểm mà.
Dạ, Nam Mô Phật Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mài, dạ, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con xin trả lời con. Dạ, Châu ơi, Châu làm ơn cho xin. À, dạ, tại vì hồi nãy cái mic con nó bị kẹt. Bậc là A-la-hán. Dạ, thưa Thầy, con xin kiện chứ thì con trả lời. Con thấy Thầy không có, con không có chịu. Tại vì con thấy đạo tràng trả lời cũng là khá chính xác mà còn chi pháp nữa. Tôi tại còn tại không chịu thầy câu trả lời của thầy nó cũng khúc mắc nữa, con cũng kiện á. Dạ, bây giờ con trả lời. Bậc A La Hán không còn chịu đau khổ rồi viên tịch, hay viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Câu thứ nhất, bậc A La Hán không chỉ còn chịu đau khổ rồi viên tịch. Dạ tùy, nếu vì A-la-hán này nếu mà ở cõi dục giới thì vẫn còn cái thân ngũ uẩn này, thì cái vẫn còn ngũ uẩn thì vẫn phải chịu những cái sự đau khổ trên cái thân xác, nhưng cái tâm của các ngài thì đã hoàn toàn không còn một bất cứ một phiền não gì hết. Do vậy mà con vẫn nghe cứ nghe giảng là thân đau mà tâm không đau là chỉ dẫn các bậc A-la-hán, nhất là bậc A-la-hán. À, thân xác vẫn còn ở cõi dục thì vẫn còn phải chịu cái thân vẫn còn chịu đau, cái sự đau đớn, nhưng mà cái tâm của họ thì hoàn toàn không còn một mảy may gì phiền não, vẫn an tịnh. Còn cái rồi viên tịch, dạ thì vậy thì cái câu đầu không đúng nha. Nếu mà mình phân tích như vậy, rồi viên tịch hay viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ, thì khi mà các vị A-la-hán mà đã viên tịch vào cái cảnh, thì còn nghĩ cảnh là đúng hơn, cảnh Niết Bàn, thì không còn thân xác, không còn tái sanh, thì không còn sự đau khổ nữa. Dạ, đó là con trả lời. Dạ, con xin hết. À, giờ lấy đỡ trước không dịch sẽ đỡ đi không. Mời tiếp, mời tiếp. Dạ thầy, đúng là thầy, thầy có thương hiệu luôn. Dạ con thưa thầy, con thấy Hà trả lời cũng có ý đúng thưa thầy. Sao thầy cho ăn trứng hụt vịt uổng vậy thầy? Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ hồi nãy có nghe thầy mời chị Meta. Dạ em mời chị Meta nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Dạ hồi nãy con có nghe Hà trả lời thì bậc A La Hán ở cõi dục thì cũng còn chịu đau khổ về thân, nhưng tâm thì không còn phiền não gì hết. Thì con nghĩ điều đó là đúng. Nhưng mà câu hỏi này thì hỏi là bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ rồi viên tịch, hay viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Thì con nghĩ là nếu mà đã viên tịch rồi thì đã vô dư niết bàn rồi thì đâu có còn chịu đau khổ gì nữa. Chỉ cái lúc mà chưa viên tịch á, thì mới còn chịu đau khổ về thân, nhưng tâm thì không còn. Nhưng mà khi đã viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ gì hết, không còn phiền não gì hết. Thì con trả lời vậy không biết đúng không thưa thầy. Dạ con xin trả máy cho thầy ạ.
rồi lãnh thêm trứng nữa cho hai đủ ăn đủ gặp nữa. Mọi người trứng rồi tiếp. Dạ, dạ xin mời quý vị ạ. Con thấy là con kiện thầy đó thầy. Con thấy chị vừa Meta với Hà cũng nói có ý đúng mà thầy cũng phải cho một hai điểm chứ thầy cho trứng hoặc vịt không đấy. Dạ, con thấy thì cái câu hỏi này là bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ rồi viên tịch hay viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Thì con thấy nó có hai vế. Vế thứ hai là viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Thì cái này là đúng, là vì khi viên tịch rồi thì là vô dư niết bàn, không còn tái sanh nữa nên không còn chịu đau khổ. Còn vế thứ nhất là bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ rồi viên tịch. Bậc A-la-hán ví dụ như Đức Phật thì hay là các vị A-la-hán thì cái chữ đau khổ này là đau khổ trong thân và trong tâm. Thì cũng có những vị A-la-hán rất là đau, đau ở thân nhưng mà không đau ở tâm, rồi họ viên tịch. Đó là ở cõi dục. Còn ở cõi sắc giới, sắc giới thì do, tức là còn sắc thì mình còn đau cái thân nhưng mà tâm thì không còn đau. Còn ở cõi vô sắc thì không có thân, do đó cũng không đau về thân. Do đó bậc A-la-hán ở cõi vô sắc thì không còn chịu đau khổ rồi viên tịch, thì không cả đau cả thân cả tâm. Dạ, đó là câu trả lời của con. Dạ, con xin nhận thêm một vịt để cho nó đủ, làm về hột vịt muối thưa thầy, ăn lâu dài. Con kính ngưng mic cho thầy. Hà lãnh một trứng, cô Meta lãnh một trứng. Rồi cô cô Nhung lên lọc lại hai cái đó vậy ha, là lãnh là vậy phải lãnh hai trứng. Như là bác thì bốn trứng rồi. Rồi cô Nhung lãnh được hai trứng luôn. Rồi rồi chánh tâm lên lãnh mấy trứng này. Hello, nhà con xin trả lời thầy. Các anh chị Hà, chị Nhung, cô Meta ơi, bị thầy gạt rồi, câu này thầy gạt rồi. Giờ nói sao cũng bị chứng thôi. Câu này thầy nói không có, không nên nói như vậy. Câu này không nói như vậy. Thứ nhất là thầy nói bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ rồi duyên tịch. Thì bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ gì? Đâu có, thầy đâu có nói gì đau khổ cái gì, gì thân hay tâm. Thầy chỉ hỏi là bậc A-la-hán không còn chịu đau khổ rồi duyên tịch, hay duyên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Thật ra bậc A-la-hán không có còn chịu đau khổ gì nữa. Tại vì thầy không có nêu cái câu hỏi là đau khổ gì, gì cái gì, không? Nhưng mà đâu, khi mà bậc A-la-hán đã cắt đứt hết phiền não rồi thì họ không có còn chịu đau khổ gì gì hết. Cái câu này thầy đâu có nói là còn có khổ thân hay khổ tâm không, thầy đâu có nói vậy. Thì mình phải nên nói là bậc A-la-hán, câu này không nói về là đau khổ về gì, về thân, hay là về, đau khổ về thân, không có nói đó, mà thầy không có nêu câu hỏi chính xác thì không nên nêu câu hỏi này, không có đúng. Và nên nói bậc A-la-hán còn chịu đau khổ về khổ dục, về cái gì hay gì, nhưng mà thật ra bậc A-la-hán đâu còn có chịu đau khổ gì nữa đâu. Từ cái câu này thầy hỏi không có chính xác nên không nói, trả lời không được như ý thầy được. Và khi mà nói bậc A-la-hán thì mọi cái phiền não không, đã cất đứt hết phiền não rồi thì đâu còn gì đau khổ nữa. Và còn cần về duyên tịch thì đã cắt đứt, dù ở cõi tứ danh quẩn hay ngũ quẩn thì họ cũng đâu có còn đau khổ nữa đâu. Cái câu này nên nói như vậy. Con xin thầy dài rồi, con xin xuống bít nè, thưa thầy. Người ta nói đã, tại vì chánh tâm lên nói dòng do tâm bố trí thì là phạt thêm hai trứng, đó là bốn trứng luôn. Bốn trứng cho bỏ cái tội lên xí sọn luôn. Người Bắc kêu là không nên nói thế, người Nam kêu là gì, người Nam kêu là gì, không nên nói vậy.
Rồi quý vị biết quý vị sai chỗ nào không? Nên nói vậy. Bót khỏi lên, bót khỏi lên. Rồi bậc A La Hán không còn chịu đau khổ rồi viên tịch, hay là viên tịch rồi không còn chịu đau khổ. Thì câu số 2 là nó mở cho mình đó, là đúng rồi, viên tịch rồi thì không còn chịu đau khổ. Nhưng mà tại sao cái gì lãnh được dịch cái gì biết không? Cái gì nói là thân đau khổ mà tâm không đau khổ, cái này là lãnh học dịch là phải rồi. Tất cả các pháp hữu vi là vô thường, tất cả các pháp hữu vi là vui hay khổ. Pháp vi là khổ, về tâm của vị A La Hán lúc còn sanh tiền còn sống là vui hay khổ. Khổ sao làm khổ, nói khổ thân không khổ tâm, trật lắc. Thì khổ này mình phải hiểu là lúc khá, nó không phải là nói về thân không, mà cái nào còn sanh còn diệt là còn khổ, là còn đau khổ. Phải hiểu sâu sắc như vậy chứ học lâu quá trời, mấy năm trời rồi giờ còn nói khổ thân không khổ tâm. Phật Hữu Vi là đau khổ thôi chứ nói gì thôi. Rồi câu này là lãnh đạo dịch thì không có gì quan ức ha. Ai cũng nói là không khổ tâm và an lạc rồi kia mà trời ơi trời, trời. Mình có muốn ấm ức quá, ức quá. Thì mấy sao ta mở cho rồi, ta mở cho để mà thấy thấy trước mà còn nói được nữa thôi. Ta lại thật lắc, nhưng mà giống như nếu mà thi mà về gì đó, thi mà về cái giống như là hồi xưa kêu là gì đó, đút vô cái máy cái giấy đút vô đo trúng sai vậy đó. Thì phải sao là ta mở cho mình biết rồi để mình thấy được cái máy trước, mà rốt cuộc cũng không thấy luôn, nó tùm lum. Rồi nay bác dịch được khoái quá rồi, này bác đắt quá tiền ra Tết rồi, học dịch đang dịch rồi ế không dịch Tết giờ ế. Bạn sướng luôn. Cười no nữa. Rồi giờ bắt đầu mình vô bài học, còn bao nhiêu phút nữa ta, còn nửa tiếng nữa không, bao nhiêu phút rồi, học rồi học, học thêm chút bài mới ha. Rồi này thì đến học tới tứ thủ ra rồi cái này. À, lục cái cha ni quá đã nà ni rồi. Cái này từ cái chữ ní cộng căn quắc ha, là gây chướng ngại hay là ngăn cản. Tức là đây ý tôi nói là một cái sự ngăn cản, sự che đậy, sự chặn đi ha, thì được gọi là cái, hay là ni quá ra ná là sự cản trở, vật chướng ngại, tức là những cái gì chướng ngại cản trở đó. À, là như vậy ha. Thì mình sẽ ghi rằng là gọi là chướng ngại, tức là cái pháp này nó gọi là chướng ngại, vì những pháp này cản trở sự chứng đắc thiền định hay đạo quả niết bàn. À, cái câu này mình phải ghi, phải nhớ kỹ cái vấn đề này. Tức là cái pháp mà chướng ngại đó, cái pháp này nó là cái pháp mà nó ngăn cản, chặn, nó ngăn cản. Ngăn cản gì? Ngăn cản cái sự tu tập của mình, ngăn cản sự tu tập về thiền định, ngăn cản sự tu tập về thiền quán để chứng đắc được đạo quả. Thì sáu cái pháp này là sáu pháp chướng ngại này, nó là những pháp mà nó chặn, nó không cho chứng đắc được đạo quả, không cho chứng đắc thiền, thì được gọi là chướng ngại. Thì gọi là chướng ngại là vì những pháp này cản trở sự chứng đắc thiền định hay đạo quả niết bàn.
cái câu này phải nhớ kỹ ha, tức là gọi là chướng ngại là bởi vì pháp này nó ngăn cản, chặn ngăn cản, nó không cho mình tu tập thiền định là chứng đắc thiền hay chứng đắc đạo quả chứ ha. À, thì có cái Pali nên ta cho mình biết rồi. À, cha na di ca ni wa ren ti tí bằng ni wa na ni là cản trở thiền, gọi là chướng ngại. À, là cái câu trong chú giải ghi rõ ràng ha, cản trở thiền gọi là chướng ngại. Và khi mình tu tập thiền mà bị những cái pháp này kia cản trở đó, thì phát hiện những cái đó được gọi là chướng ngại. À, cái chữ cái có nghĩa là che lấp, che đậy hay là trùm lên. À, cái chữ cái tiếng Hán văn nó có nghĩa là che lấp, đậy, trùm lên. À, đó là cái ý nghĩa của cái chữ cái đó như vậy. À, cái gì mà pháp nào, cái điều gì mà nó che lấp, nó che lại lại, nó làm cho mình không thấy đường, không có biết được cái con đường đi đó. Hoặc là chặn mình, không cho mình được tiến tới đó. Thì cái đó gọi là cái che lấp, che đậy, trùm lên. Cái che lấp, che đậy, trùm lên. Rồi, cái pháp này nó có 6, cái dòng mình ghi là có 6 lục cái là sáu. Là có 6 pháp để làm cái phần sự mà che đậy ha. Thứ nhất là tham dục cái. Ca mắt chân đá ni quá ra năng. Ni quá ra năng ha. Là tham dục cái. Ca má là tham dục ha. Ca mắt chân đá là dục. Ca mắt chân đá. Ni quá ra năng là tham dục cái. Thứ hai là sân độc cái. Vya ba đá ni quá ra năng. Thứ ba là hôn thủy cái. Thi na mít tha ni. Thi na mít tha ni quá ra năng là hôn thủy cái. Số 4 là trạo hối cái. Út thách chá cút cút chá ni quá ra năng là trạo hối cái. Thứ năm là hoài nghi cái. Vichikicca ni quá là hoài nghi cái. 6 là vô minh cái. Avichcha ni quá năng là vô minh cái. Thì như vậy chúng ta có được 6 pháp, 6 cái pháp mà làm chướng ngại, làm cản trở, làm che đậy, làm khuất lấp ha. Là gọi là lục cái, là 6 pháp là lục cái. Cái chơi cái này cái gì copy kịp không, xuống dòng giờ mình qua là mình học ha, là mình vô số 1 ha, là tham dục cái. Ca mắt chân đá đi quá đá năng tham dục cái. Giờ có cái cách nào mình thì sao vậy nè, sẽ gửi bài trước quý vị nha, vừa gửi trước cho Nguyễn hay là gửi trước cho Nhung nha, cho Nguyễn Nhung học tới đâu gửi tới đó, cái lên học là post bài lên là chúng tôi giảng cái phần đó cho nó lẹ ha, là gửi bài đi trước cho người ta được không, quý vị làm được không? Được ha, rồi ok. Đó, thì mình gửi bài trước lên mình trình bày cho nó dò theo nó dễ hơn ha. Bây giờ chép mất giờ ghê đó. Rồi giờ hôm nay mình tạm bữa đi ha. Rồi giờ số 1 là tham dục cái, xuống dòng đọc ha. Giờ rồi vô phần giải ha. Số 1 là tham dục cái. Ca mắt chân đó đi quá đó năng. Chết bài cho này ta đẹp. Rồi, tham dục cái có nghĩa là sự ham mê, sự
luyến ái, sự đắm chìm, sự mê mẩn trong năm trần cảnh: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái, ha. Thì gọi là sự ham mê năm trần cảnh, về cái đó sự mà dính mắc, sự ái luyến về năm trần cảnh. À, là sắc đẹp nè, tiếng du dương, tiếng ngọt ngào, tiếng này kia ha, là mùi thơm, mùi khả ái khả hỷ, vị ngọt, về sự đụng chạm xúc chạm êm ái ha. À, thì như vậy là sự ham mê luyến ái đắm chìm trong năm cái trần cảnh ha, là mê đắm trong năm cái trần cảnh đó. À, thì như vậy là tham dục cái. Rồi xuống dòng có hai duyên sanh dục cái. Có hai duyên sanh dục cái. Này, bà cho mình biết có hai duyên làm phát sanh cái tham dục cái nữa. Thứ nhất là tịnh tướng, tức là cái tướng đẹp á, cái sắc đẹp, tiếng hay này, mùi thơm này đó, tức là về tịnh tướng, là nó là cái duyên để trợ cho cái tham dục sinh khởi. Đó là cái duyên thứ nhất, cái duyên chính là tịnh tướng. Xuất phá niết bát là tịnh tướng ha, xuất phá là tịnh, niết bát là tướng, xuất phá niết bát tịnh tướng. Và tác ý không đúng, vô đi sô manasika đó, tức là mình tác ý tập bậy, tác ý không đúng pháp, không đúng theo cái thực tính pháp của nó, không đúng theo cái chiều hướng để thanh tịnh, mà mình tác ý làm cho dục tham chưa sanh được sanh khởi, thì như vậy là chúng ta tác ý không đúng và vô đi sô manasika đó. Thì nó có hai cái duyên như vậy làm cho phát sanh tham dục cái. Thì là chúng ta mình biết hai cái vấn đề này ha, thì khi mình đụng cận, mình gặp những cái vấn đề này, gặp cảnh tốt, cảnh đẹp này kia đó, thì mình phải khéo tác ý. Nếu mình không khéo tác ý thì nó sẽ làm cho phát sanh tham dục cái. Tham dục cái chưa sanh được sanh trưởng, và tham dục cái sanh trưởng thì càng lớn mạnh, càng to lớn ha, càng quảng đại ra ha. Thì như vậy đó là hai duyên để mà sanh dục cái. Rồi xuống dòng đánh cái qua thị bự đầu dòng cái cho nó đẹp đẹp nghe ha. Tham dục ngăn chặn định trong thiền chỉ. Tham dục ngăn chặn định trong thiền chỉ. Tham dục ngăn chặn định trong thiền chỉ là một. Rồi, ngăn che tam tướng trong thiền quán là hai. Ngăn che tam tướng trong thiền quán là hai. Tức là cái tham dục này nó chặn cái thiền định, nó không cho mình đắc định, không cho mình tu thiền chỉ được. Chặn mình trong thiền chỉ là mình tu hoài không định nữa, tại vì tham dục còn mạnh hơn. Mình còn ái sắc, ái tinh, ái khí, cái biểu xúc mạnh hơn thì khó mà chúng ta đi vào định được. Nó chặn lại ha. Rồi trong thiền quán thì mình không thể thấy được cái tam tướng được, không thấy được vô thường, khổ, vô ngã, không thể nào chúng ta thấy được, bởi vì cái tham dục này nó làm che ngăn, nó che lấp đi, nó không cho mình thấy được. Rồi như vậy tham dục là gì vậy? Rồi ok, đó là rồi ok ha. Rồi những cái pháp này nó là do cái tham dục này nó làm cho ngăn chặn định trong thiền chỉ, ngăn chặn ngăn chặn ngăn che trong cái thiền quán. Thì giờ muốn hết thì hay sao? Gì nữa đây? Già quá, đổi máy qua, đổi máy lại. Còn đại gia không ha, học trò toàn đại gia không. Việt Nam thì có cô Nhung đại gia nè ha, rồi ai đại gia ta, cô Mai cũng đại gia mà ha, rồi
Ai nữa không biết ai đây, ai là gia tôi giờ bay hay rồi cho mình biết là cái tham dục cái này nó là pháp che đậy, pháp ngăn chặn, nó ngăn chặn trong thiền định và nó che tham tướng trong thiền quán. Bây giờ muốn hết cái này mai sau thì chúng ta xuống dòng ghi pháp diệt trừ, pháp diệt trừ hai chấm. Đó, việc này dòng có sáu, có sáu quy ra gì cho lẹ ha. Rồi thấy không, thấy ha. Ok sao có sáu cách muốn diệt trừ được cái tham dục cái này phải có sáu cách. Thứ nhất là học tập về bất tịnh tướng, asuva nimittassa ukkha, đó là học tập về. Ủa vậy nhỉ, thì cô Dung làm đi, cô Dung làm thế đi, học tập về bất tịnh tướng tức là mình phải học về cái pháp bất tịnh tướng này, tướng xấu, tướng này tướng kia đó, tướng hoặc là học về tướng tử thi này kia nó đủ thứ mà thể trượt này kia, phải học về nó cho thật kỹ là thứ nhất là học tập về bất tịnh tướng, thứ hai là phải tu tập, phải tu tập tiền về những cái đề mục thể trượt này, phải học tu tập, học xong là phải tu hành được pháp đó thì nó mới có khả năng mới ngăn chặn được cái tham dục. Thứ ba là cái này cũng rất quan trọng là phòng hộ các mưu nguyên. Tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý là phòng hộ, tức là mình đề phòng, mình gìn giữ, mình kiểm soát, mình hộ trì các căn ha, đừng cho nó bị những cái cảnh nó tác động làm cho tham dục sinh khởi ha. Thì phải phòng hộ các môn quyền bằng cách là chánh niệm tỉnh giác ha, phòng hộ các môn quyền tức là học tức là tu tập, học xong rồi phải tu, tìm cách tu đó. Nếu mình không học thì sao biết tu. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ vấn đề, nếu mình muốn diệt trừ được cái tham dục cái này là mình phải học trước, biết về những pháp nó như thế nào là sao, rồi từ đó mình mới ứng dụng vô vấn đề tu tập được. Thì như vậy khi mình học xong rồi mình ứng dụng vô cái tu tập về đề mục những cái đại trược đó, rồi trong trong cái đời sống hàng ngày mình phải luôn luôn phải gìn giữ các căn của mình, mình phòng hộ mắt, phòng hộ tai, phòng hộ mũi, phòng hộ lưỡi, phòng hộ thân mũi. Phòng hộ bằng cách là chúng ta phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác, phòng hộ các căn nguyên. Rồi đó là thứ ba. Rồi thứ tư là tiết độ trong ăn uống, cái này coi vậy rất quan trọng. Mình ăn uống mình phải có sự tiết độ, ăn uống phải ăn vừa chân vừa phải, không ăn quá no, ăn quá no sanh ra buồn ngủ, buồn quể hoại lạc biến, không có tu tập gì được ha. Ăn ít, ăn vừa phải lẽ thôi ha. Ăn thích hợp để mà nuôi sống cơ thể chứ không phải ăn để cho đã bụng ha. Mình phải tiết độ trong ăn uống. Rồi thứ năm là thân cận bạn lành, tức là chúng ta phải quen những bạn hiền, bạn lành, bạn có đạo đức, bạn có giới, bạn có sự tu tập học hỏi tốt đẹp, chứ đừng thân cận những người ác. Thân cận người ác thì có nhiều người ta cũng có cái ý nghĩ là mình giỏi, mình biết pháp, mình người ngó lành ha, thì mình gần người ác mình độ nó. Mình suy nghĩ, nó suy nghĩ dẫn chơi. Khi mình gặp được người sân cận như người ác á, thời gian cái mình cũng ác theo nó luôn. Nó luôn độ luôn, chưa thấy thấy nó độ mình chứ. Đọc sách rồi là mình phải thân cận bạn lành chứ đừng có thân cận người ác, bởi vì mình giỏi quá mà mình đụng đâu mình dính theo đó. Nên phải cẩn thận dữ lắm thôi việc. Cẩn cận bạn ác và nguy hiểm vô cùng. Tránh xa đi ha. Tránh xa là pháp đoạn trừ ha. Tránh xa những người ác, cẩn cận bạn lành. Nghe và nói những điều lợi ích ha. Tức là nghe điều lợi ích, nghe học hỏi những cái điều tốt đẹp, làm cho cái tâm mình trở nên thanh tịnh tốt đẹp. Nói những điều trong lành, những điều tốt đẹp, không có nói xạo, nói dốc, nói chia rẽ, nói đâm thập này kia, mà phải
hãy gìn giữ những pháp này, tức là sáu pháp này giúp cho mình làm giảm đi cái tham dục, từ từ cái những cái tham dục cái này nó từ từ nó yếu dần ha, thì như vậy nó mới có khả năng để đi vào thiền định được. Còn nếu mà chúng ta không có áp dụng những cái phương pháp này để mà chúng ta tu tập thì khó lắm, khó mà chúng ta đi vào thiền được lắm. Vậy mình luôn luôn mình cũng có cái sự khoái về cảnh tốt đẹp, luôn luôn cũng thích về sắc đẹp, mùi hương, xúc chạm này tốt đẹp, mình khoái, mình ái dính mắt thì khó mà chúng ta đi vào thiền định được. Cho nên chúng ta phải học những cái đề mục để tu tập để mình làm giảm bớt lần lần, rồi luôn phải phòng hộ các căn, rồi ăn uống, rồi thân cận bạn lành, nghe mà nói những điều lợi ích, là những cái pháp này mình phải học biết hành, chứ không phải là học xong rồi để qua đó xếp sách lại cái đi chơi tiếp không, cũng như không không. Đó là nói là những cái pháp mà về tham dục cái là những pháp che ngăn về thiền định ha. Rồi là xong cái phần đó ha, chúng ta nghe học rồi mình phải nhớ và ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Rồi số 2, copy số 2. Sân độc cái, sân độc cái, và bà đã nì quá năng, sân độc cái. Vì thế thay vì sao ta không nói tham dục đực, sân đập đực, mà giờ ta nói tham dục đập cái, sân đập cái. Nào cái thấy nguy hiểm. Nào cái chết là thấy phiền não. Khổ nữa, đang khổ nữa, khổ trái rồi chết luôn, khổ trái là thôi rồi, cả cái gì chánh tâm là 30 giây là xong. Xong rồi. Cái sân đầu cái đó có ý nghĩa là sự nóng giận, sự ưu phiền, sự bực tức, bực bội, vân vân ha. Nó là pháp mà ngăn cản cái pháp hỷ. Nó là pháp ngăn cản pháp hỷ không cho sanh lên. Đó là cái điều mà đối trị nhất đó, là sự nóng giận, sự ưu phiền, là pháp ngăn cản pháp hỷ không cho sanh lên. Đó, người có hay sân giận hay ưu phiền hoài, tối ngày cái ưu phiền, rồi tối ngày cứ ghen tuông đủ thứ chuyện trên đời đó, cứ làm cho cái tâm mình nó bị nóng nảy bực bội hoài, thì nó làm nó chẳng không có, người đó không có vui, người đó không có hỷ, không có là không có phát hỷ sanh được, người đó buồn rầu u sầu tối ngày ha. Mình phải cố gắng đừng để cho cái tâm mình nó bị ưu phiền hoài ha. Ưu phiền hoài không có tốt, nó sanh bệnh, sanh đủ thứ chuyện rồi. Đúng rồi, bệnh hoạn dữ lắm, ghê lắm. Rồi xuống dòng, trong thiền chi hỷ bị sân độc cái ngăn cản. Trong thiền chi hỷ bị sân độc cái ngăn cản. Tức là trong cái thiền chi á, trong cái thiền đó thì những cái chi hỷ đó, tâm tứ hiền định á, thì trong thiền thì chi hỷ bị sân độc cái ngăn cản. Tức là cái sân độc cái cản không có cho mình vô thiền được, mình không có phát sanh được cái hỷ lạc được trong cái thiền. Ngay cả chưa đắc thiền vậy, mình hành thiền khó mà có sự phỉ lạc lắm, phát sanh hỷ được lắm. Rồi cái tâm mình nó hàng ngày đời sống bình nhật mình cái buồn phiền cái này cái nọ, hết buồn chuyện này tới buồn chuyện khác, thì khó mà mình vô thiền được lắm. Thì muốn tập muốn vô thiền được, chúng ta phải loại bỏ cái sự mà ưu phiền, ngồi đâu buồn đó vân vân, thất tình tương tư đủ thứ chuyện, rồi buồn quá đi vô ngồi thiền cũng như không, không có làm được gì. Thì trong thiền chi thì cái hỷ thì bị sân độc cái ngăn cản, nhưng mà trong thiền quán hỷ giác chi bị sân độc cái ngăn cản. Trong thiền quán hỷ giác chi bị sân độc cái ngăn cản, tức là vô cái hỷ giác chi không thể sanh được, bởi vì sân độc cái này ngăn cản cái hỷ giác chi đó ha. Rồi. Dòng có hai duyên cho sân độc cái sanh.
hai duyên và sân lập hai sân. A là đối nghịch tướng, và đi khá ni mít ta. B là không như lý thật ý, a vô lý sô manasaka đó. Nó ngược lại cái tham dục cái, cái sân độc cái này là đối nghịch tướng, là cái cảnh đối nghịch như cái sự thích yêu thích mình ha. Cảnh xấu, cảnh đối nghịch, cảnh làm cho cái tâm mình trở nên phiền muộn, sầu muộn ha. Là đối nghịch tướng. À, khi đối nghịch tướng này mà phối hợp mà không có như lý thắc ý nữa thì sân độc cái nó sanh dữ dội lắm ha. Cho nên chúng ta phải để ý là cái đối nghịch tướng hay là cái mà tịnh tướng, cái đó mình để ý. Thí dụ mình mà tánh sân mình nhiều đó, mà mình ở nhà mình đó, trong nhà mình mà để những cái bê bối bề bộn ha, hoặc là hình ảnh xấu xí nào dơ bẩn này kia thì nó cũng dễ làm cho phát sanh phiền muộn lắm, dễ làm phát sanh cái sân độc cái. Là mình nhà cửa cũng phải sạch sẽ gọn gàng, đừng để cho cái sân độc cái này nó sanh khởi ha. Để mà mình ở dơ quá thì cũng tốt, nhà phải gọn gàng, nhất là nhà mà ở Việt Nam mình chặt á, mình nó nhiều khi bài binh bố trận đủ thứ, giống như vô nhà cỡ như Châu Nguyễn hay là cỡ như Nhung này kia, vô là thấy bài binh tùm lum tà la, cho là thấy nhức đầu liền ha, không sân cũng sân luôn. Chưa sân cũng sân. Bất thiện. Rồi đó. Còn pháp luận lo cai nữa, bài mua đồ bán buôn gì đó, bài đây nhà này nữa, nhìn lại nhất cái đầu luôn ha. Rồi, cẩn thận lại xíu ha. Rồi giờ tôi diệt trừ, cũng có sáu pháp. Diệt trừ có sáu pháp. Rồi à, sáu pháp. Một là học đề mục từ, hay là tâm từ đi, nghe với tâm từ cho nó rõ nè. Tâm từ Mitta thì Mitta Sa-úc ha. Học đề mục về tâm từ và chúng ta phải tập đề mục về tâm từ, tức là vô trong thành tình đạo lật ra coi học về cách thực tập về cái tâm từ như thế nào. Mình phải hiểu phương pháp học về cách đó. Phải quên sử dụng, ứng dụng cái tâm từ ra sao, người ta có chỉ dạy từng chút chi tiết ha. Rồi mình áp dụng vô, rồi bắt đầu tới thứ hai là tu tập. Mình tu tập về tâm từ, phải tu tập như thế nào để cho phát triển tâm từ ha. Phải nghiên cứu, chứ không phải là muốn ngồi xuống niệm cho tôi có tâm từ là có tâm từ luôn nha quý vị, không phải vậy nha. Hoặc là tụng kinh tâm từ thì cũng không có tâm từ đâu, phải có phương pháp đàng hoàng ha. Còn thanh tịnh đạo có chỉ kỹ lắm, vì coi. Rồi ba là suy xét chúng sanh là nghiệp thừa tự, là những người thừa tự nghiệp. Mình suy xét như vậy đó. Khi mình chúng sanh nào mà là làm cho mình, hoặc là mình thấy chúng sanh nào đó như thế nào đó, thì mình biết là người đó là do cái nghiệp họ, hoặc là người thừa tự nghiệp. Họ phải chịu những cái cảnh đau đớn khổ sở phải do nghiệp họ phải chịu như vậy. Thì là chúng sanh là người thừa tự nghiệp, suy xét thấy đúng pháp nha, về cái tâm sân khởi. Rồi thứ tư là suy xét nhiều về quả nghiệp, tức là suy xét về chính mình đó, tức là mình nếu mà mình sân hận, mình phẫn uất, mình bực bội, đó là cái nghiệp bất thiện, tức là mình đã tạo cái nghiệp bất thiện và chính mình là người nhận lấy cái hậu quả của nghiệp bất thiện này. Mình phải suy nghĩ như vậy đó. Thì suy luận suy diễn về cái nhân quả cái đúng đắn đó. Thì cái sân độc cái nó không sân khởi được, đó là mình diệt trừ được đó. Tức là mình phải biết được là mình khi mình sân hận, mình phẫn uất, mình khó chịu, mình bực bội, mình giận dỗi vân vân thì đó mình tạo cái nghiệp bất thiện, mà tạo nghiệp bất thiện thì mình sẽ lãnh hậu quả bất thiện. Cho nên mình suy nghĩ như vậy giúp cho mình không dám để cho cái tâm mình bị như vậy hoài được.
cho nên đó là một cách khéo tác ý để chúng ta diệt trừ cái việc sân tập khác. Rồi thứ năm các bạn cũng phải thân cận bạn lành, giống như gì đó thấm nguồn lầu cai nãy nói là thân cận bạn ác mà nổi sân lên đó. Chơi nó lát nổi sân thì là đừng có thân cận bạn ác, thân cận bạn lành, nói những điều mát mẻ, điều tốt đẹp, nghe và nói những điều lợi ích, thì đó là những cái một phương pháp để chúng ta diệt trừ cái sân tập khác. Rồi. Kịp không có vậy? Cô Dung đưa ra kịp chưa? Xíu rồi. Mà anh đi hết giờ đúng không vậy? Hết giờ phải không? 6:30 Việt Nam đó. Rồi hết giờ rồi, thôi mình học tới đây thôi, tới đây là từ sau học tiếp, mà từ sau nhắc cái học tới đây là sao học tiếp, từ sau học tới số 3 là hôn thủy cái, và hôn thủy cái. Giờ cái boss lên cái lá xong cho họ chép bài xong cho là mình ghi lên tuần sau trước khi học hôn thủy cái lãnh trứng trước mới này trứng mới để rồi bánh sao không. Đó, như vậy chúng ta thấy là cái thân cận bạn lành rất là quan trọng các vị ha, trong một trong những cái nguyên nhân để mà diệt trừ tham dục cái sân độc cái rất là quan trọng, tại vì cẩn thận ha, nó như tê giác một mình ra đi ha, chứ đừng chơi với người ác ha, là cái vấn đề phải để ý chứ. Rồi hôm nay chúng ta học tới đây là vừa phải lẽ ha, do phước quý báo mà chúng ta học vi pháp na nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sắc lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả đấy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh. Rồi xin trả mic lại cho MC. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khaya. Chúng con kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài vi diệu pháp hôm nay. Con xin phép được đọc bài hồi hướng.